Welcome to my channel. Ok, chào mọi người quay trở lại clip tiếp theo của Nùng Nhất TV mọi người ạ. Hôm nay bọn mình đang giao dịch với lại nhà gần vạc này. Hôm nay bọn mình hiện tại là bọn mình đang tạm gác công việc chết xe ra để giao dịch cái cây lan đột biến này. Đây xin giới thiệu với em, đây là cây lan của nhà vườn Văn Vàng nhá. Thì cây giao dịch với chủ xe Văn Nhất. Ok, cây lan này đột biến là chín cánh trắng mọi người nhá. Thì bọn mình đang gọi là dựng bàn ghế để livestream trực tiếp để cho mọi người xem cái cuộc giao dịch này anh em ạ. Phông xanh kia bọn mình sẽ gọi là chỉnh lại, đến cậu edit lên là để cho phông cuộc bàn giao dân lan này nó được trang trọng một tí. Thì đây là một cái camera của mình ấy, sẽ livestream trực tiếp đấy. Buổi lễ sẽ được diễn ra khoảng độ 3 phút nữa. Thì cây lan này là khá là đặc biệt đấy, anh em chơi lan thì chắc có thể hiểu. Đấy, nở luôn này, chín cánh trắng nhá. Kỳ nó khá là dài luôn anh em ạ. Mỗi một kỳ này mình tương đương với con đây, anh SV em à, cái gì, con gì? Giới thiệu anh em này, một đốt này là bằng 5 con xe này. Đấy. Anh em thấy chưa? Con này có khoảng độ 10 đốt anh em ạ. Thì khá là giá không trị luôn. Giá đâu. Đó. Lần đầu tiên mình được tận mục sở thị cái sản phẩm đẳng cấp của giới chơi lan anh em ạ. Chơi lan đâu, mình chơi lan đến nay là 40 năm rồi mà hôm nay mới nhìn thấy cái gốc lan nó đặc biệt, nó quý hiếm như này. Kinh. Tuyết nhanh luôn anh em ạ. Chín cánh trắng nhá. Chín cánh trắng này đột biến luôn. À, cái clip trực tiếp bọn mình sẽ up trên TikTok của mình nhá. Ui. Bọn mình dùng đô la nhá anh em ạ. Cho nó sang trọng một tí. Đó anh em ạ. Chín cánh trắng. Thì hôm nay bọn mình cũng có khá là nhiều những vị chủ vườn lan ở khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc về để gọi là cái gọi là gì nhỉ, làm chứng cái cuộc giao dịch lan này. Đây mọi người nhìn đấy, là khá là nhiều ông chủ vườn lan từ Bắc vào Nam, khá là nhiều chủ tới để giao dịch chứ không thành công ấy. Đây là mình, đây là ông kêu cái chốt rồi, ông chốt giá cao quá, thì tí nữa giá cụ thể bọn mình sẽ công bố vào buổi lễ chuẩn bị diễn ra nhé. Đang xếp tiền để cho nó hoành tráng anh em ạ. Mình cứ xúc động khi nhìn thấy cây lan này thôi, khá là uy tín đấy. Okay. Mình không dám sờ anh em ạ, mình chỉ dám ngắm bên cạnh thôi. Động là mất tí phấn hoa là chết tiền nhá. Đấy. Khá là đẹp anh em ạ. Nhìn nó gốc này, đấy. Tương tá ở lan nó khá đẹp đấy. Anh em nào chơi lan thì em sẽ gọi là nhìn qua lan này anh em sẽ biết lên. Rồi. Về sau này ông chủ vườn mới là sẽ gọi là phân tách ra đấy, các kỳ nhỏ ra để xây dựng vườn lan mới cho anh em chơi sau này nhá. Dòng chín cánh trắng này là mình chưa lần đầu tiên ở Việt Nam luôn. Dòng năm cánh trắng thì mình thấy cũng khá nhiều rồi, mình đi khắp nơi giao dịch lan mình thấy. Wow, khá là đẹp anh em ạ, chín cánh trắng luôn, sọc caro luôn, đẹp. Ủa kia, số kia nằm cỡ khoảng độ mấy triệu đô đấy anh em ạ. Tí nữa sẽ xem hai ông chủ vườn giao dịch. Còn nó buổi giao dịch trực tiếp thì anh em xem trên kênh TikTok nhá, Vũ Văn Nam nhá, trên kênh TikTok ạ. Đã đâu rồi? Cho vào nào, chủ vườn lan rồi, chủ vườn lan rồi. Đến đây mày, đến đây mày đi. Đây chủ vườn lan, đây là khách hàng mua lan đây. Khá là đẹp anh ạ, cây lan này khá là đẹp. Lan đeo vào giày. Vừa làm đông quá. Không, mình đam mê thì mình không gì được. Rồi đi bốc về. Đó rồi, đó rồi. Nào chủ vườn lan cái này thì vào đây đi nhé. Rồi, vào chuẩn bị lễ bàn giao. Vẫn phong kiểu ý. Sau một hồi bọn mình đang chuyển vị trí lên bên trên này anh em ạ, để cho nó hợp phong thủy hơn. Vậy cái phong trình cái thành cái đấy thôi. Rơi cả tiền thế à? Đây là một tẹp cái tương ứng với là triệu đô. Không, phải biết khoảng 500 triệu. 500 triệu đô. 500 triệu thôi, với 5 đồng. Thì bọn mình sẽ chuẩn bị công bố là chủ vườn mới nhá. Anh em ạ, hôm nay là đang trong quá trình giao dịch, đây là các chủ vườn lan tới để định giao dịch nhưng thành công anh em. Trong bao nhiêu chủ vườn thì có một chủ vườn đã ok rồi anh em ạ. Thì chuẩn bị bọn sẽ đến lấy bàn giao. Nào. Và ai sẽ là người
Đây anh em ạ. Đây là chủ vườn lan của chúng ta anh em nhá. Đấy anh em. Đây là đây đây. Đấy, đây là chủ vườn vị chủ vườn mới chúng ta nhá. Anh em cùng chiêm ngưỡng qua một phòng nào. Đó. Nhá. Cái này đẹp đấy. 3 lên 3 2 1 action. Hello mọi người nhá. Hôm nay là mình là chủ vườn lan Văn Vàng. Đã giao dịch cho chú Văn Lợi cái một chậu lan đột biến. Đấy, chín cánh trắng anh em nhá. À. Là một giới thiệu cho anh em biết là quả chuẩn đi lỗi kỹ thuật xe trăm người hôm nay là phiên giao dịch của vậy phiên giao dịch chuyển nhượng lan giữa lan giữa vườn giữa vườn lan Văn Vạc và chủ vườn lan Văn Lợi đấy vậy action không, với cây lan này cây lan đột biến chín cánh trắng Australia chơi ở nước ngoài đi. Là ạ. Là bao tỷ bao tỷ? 48.000 tỷ. Xem xem tỷ nó 40 tỷ đi. Bao nhiêu đô? 40 tỷ thì. 40.000 tỷ không vậy được. 40.000 tỷ, 9.000 tỷ nhé. Vậy luôn. Nè. Là tí đi. Chú lại đứng ở sau, đứng ở hai người đứng ở gần đấy, đấy. Sao đấy? Được chưa? Rồi, đứng đấy, Vạc đứng ở sau đấy luôn. Đứng đấy luôn. Đứng ở và đứng đấy luôn. Không ai không phải đứng gần nhau kiến cơ còn bắt tay các kiểu chứ. Nhìn nhựa. Xem lan ấy. Vâng, xem lan ấy các kiểu. Không phải Vạc phải xách lan lên gì nhá. Nào. Đấy phiên giao dịch. Xin chào các bạn. Hôm nay trong một hồi mình đã quay đổi chủ vườn, đổi chủ vườn này kiểu lúng túng quá anh em ạ, đổi chủ vườn mới. Để góc này xem để nó chuẩn chuẩn chút. Được nhá. Hãy tiếp tục anh em ơi. 1 2 3 bắt đầu. Xin chào mọi người. Thì hôm nay là cái phiên giao dịch chuyển nhượng cây lan bồng lai bạch tuyết đột biến chín cánh trắng full option anh em nhé. Thì hiện tại mình là bên nhà vườn Văn Vạc, mình đang có mặt tại hiện trường để chuyển nhượng cho nhà lường cho nhà vườn Văn Lợi một cái lan đột biến đó với tổng trị giá lên tới là 20.000 tỷ Việt Nam đồng, nhưng mà hiện tại bọn mình không có tiền Việt thì mình quy đổi ra đô la Mỹ anh em nhé. À. À, xin cảm ơn nhá. Xin chào mọi người, hôm nay tôi quyết định mua một cái lan này là về để chăm sóc của nó được phát triển nó mạnh hơn. Rồi thì để tạo dựng lên một cái nguồn lan nó quý hiếm cho chúng ta. Yeah. Đúng rồi. Cảm ơn anh. Vỗ tay. Vỗ tay. Anh ơi, vừa rồi là một pha giao dịch lan đột biến đến từ vị trí của hai nhà vườn nhá. Khá là uy tín. Mình rất là xúc động khi nhìn đến cảnh giao dịch này tại vì nó toàn là tiền đô đấy và cây lan nó rất đặc biệt quý hiếm nữa anh em, khá là đặc biệt luôn. Cắt. Phải. Tàn tiền đô anh em, chết được. Các bạn nước ngoài có thể xem vlog này bố ủi chết rồi. Việt Nam tàn tàn xài tiền fake. Một cái lan này thì cái này bỏ vào nồi cám anh em ạ. Được đấy. Cái này nồi cám. Các bạn nước ngoài còn xem lại bỏ. Ui. Như kiểu lấy bàn giao xe nhỉ. Anh em ạ, bọn mình đang chuẩn bị có dự án mới anh em ạ. Và bọn mình đang chuẩn bị là nâng cấp lại cái cốp xe này nhé. Một khá là nhiều bạn ở trong clip trước. Được đấy. Khá là nhiều bạn trong clip trước bảo là tí ấy, anh em ạ. Bảo sẽ nâng cấp cốp nhé. Mình sẽ nâng cấp hôm nay một cái video bọn mình gọi là chí tí anh em nhé. Ok, hẹn em clip tiếp theo nhé. Bye anh em. Khá uy tín đấy.